Hello, xin chào tất cả em nha. Đến với theo kênh YouTube mua bán mấy củ quả lắp tiền cho mấy cỏ của mình ha. Thì hôm nay mấy hôm trước rồi mình đã hoàn thành một cái con máy cắt cỏ và lắp đuôi tôm á. Thì con này là cái phiên bản mới nhất mình làm ha. Để chạy máy cắt cỏ thì nó có nhiều cải tiến, mà nói chung cũng phải cải tiến gì, mà phiên bản mới nhất hoàn toàn luôn, hợp nhông đồ này kia. Thì tất cả thì được thay đổi hết. Thì ở đây sẵn cái chuyến mình đi chợ, mình chạy găng cái cây cốt mình máy mình đó, nó bị găng ngắn quá nè. Thì nó bị dù chuyên dịch như anh em biết rồi đó. Thì sẵn này mình đi xuống chợ, thì quãng đường từ nhà mình xuống chợ là 1 cây 8, 1,8 km ha. Thì mình sẽ đi trên con máy này luôn. Thì hiện tại mình đã đổ 300 lít xăng vào bình của nó rồi, với mình sẽ cua thêm 1 lít xăng nữa để mình chạy coi nó hao bao nhiêu xăng. Thì tạm thời mình để 300 lít xăng trước thôi. Thì có thể trong clip nào đó mình sẽ nói về cái bộ lắp này chi tiết hơn. Thì ở đây thì mình sẽ chạy, mình sẽ canh coi độ tiêu hao nhiên liệu nó là bao nhiêu ha. Và mình sẽ dùng hai cái phần mềm đo vận tốc đo vận tốc để cho anh em xem trực tiếp trên điện thoại mình luôn ha. Vì để anh em cho nhìn cho nó dễ, đây thì mình có hai cái app, một cái app 67 và cái app 69 ha. Thì mình sẽ đo cái app 69 trước. Ở đây thì mình đang chạy chuyên dịch 3 cánh, 2 tắc 4 mà cắt là còn 2 tắc 2 thôi. Thì cái hợp nhâm này tới lại nó 1,3. Thì tên tu nó khá là nhanh, nhưng mà chạy chuyên dịch này thì nó hơi nặng máy. Ở đây thì mình có hai cái chuyên dịch, 1 tắc 9 và 1 tắc 8 của dịch xéo, thứ máy dầu á. Thì mình chạy thử rồi nó cũng hơi nhẹ máy quá. Thì sẵn mình đi đổi chuyên dịch này lại luôn, và mình thử sẵn đi gửi lại chuyên dịch hổng mình mượn mình chạy về nữa nè. Dịch 2 tắc 4 có 16 á. Thì cái app mình đã được bật lên rồi nè. Thì mình sẽ bắt đầu ha, đi xuống dưới coi về vận tốc tối đa nó được bao nhiêu, rồi mình sẽ đo cái áp 67 kìa, vận tốc tối đa được bao nhiêu, anh em thấy rõ không? Camera mình bắt thì nó không biết nó chính xác chưa nữa. Thì mình sẽ bắt đầu ha. Ngày này trời cũng khá là nắng, buổi sáng mà. Rồi đi, mình sẽ quay cho anh em xem vận tốc tối đa cũng như là mức tiêu hao nhiên liệu của máy cắt cỏ này ha. Còn máy mình thì mình đang chuẩn bị sơn cái bắp chuối lại, nhưng mình thay bắp chuối khác luôn. Với lại mình làm găng cốt này lại là mình bắt buộc phải tháo ra hết. Sẵn mình gắn con máy khác mình test luôn. Thì nào có clip mình sẽ quay cho anh em coi xem ha. Rồi sẽ bắt đầu ha. Con này thì chạy đi nó khá là buồn ngủ, anh em chịu khó xem cho vui ha. Rồi sẽ giật khai ha. Con này chưa có gắn cái đuôi cá nữa anh em. Nó chặn nó chưa lên, nó hơi ngợp ngợp nè. Được bao nhiêu km giờ nha anh em. Từ đây nó được nãy nó mới được lên 10 mấy, giờ nó còn 7 mấy à, lên đây sẽ chạy hết ga ha. Chạy lại cái máy nhỏ thì nó rất là chán nha anh em. Đây ra đây mình sẽ chạy hết ga. Chém chúng cái lục bình. Mình sẽ chuyển sang cái app 69 nè. À 67 chứ. Nhầm. Đây, cái app 67 nó đang mở ha. Rồi nó lên cấp độ nè anh em. Anh em thấy nó lên ghê không? 20 21 ha. Anh thấy lệch chưa? Hồi nãy 17 thì là 21 thì là 4 cây ha. Thử luôn cũng được.
hai cánh. Dây vịt này dây vịt một tấc chín với một tấc tám ha. Cái này thay rất là nhanh, tại vì vịt này nó không xiết khùng ha. Mình sẽ gắn cái vịt một tấc chín trước ha, vịt một tấc chín này như nó không đồng hung nè. Vịt tấc tám nó đồng hơn vậy. Chứ với mình sẽ đổi sang cho vịt hai tắc luôn, coi ra sao. Vịt vịt này như chạy nó hơi nhẹ nè. Đóng lên liền không? Tốc độ không đi bằng vịt ba cánh nè. Chắc mình phải đổi sang vịt ba cánh lại rồi. Ba cánh này chạy tốc độ đạt hơn, mình hay nặng máy thôi. Dàn tốc tối đa được bao nhiêu đây? Tốc tối đa 17,68 nè.
còn được bao nhiêu xăng, em thấy cũng còn khá là nhiều ha. Nãy giờ chắc chạy khoảng 100 lít xăng. Không biết được mấy phút rồi nữa.